Nhưng do thì trong lúc em quay thì em lại nhấc con nọ em cắm em thử con kia. Ví dụ như em đang cho chạy hai con này thì em lại nhấc cái cổng loa của con này sang lại cắm cổng này, nên các bác bảo cắm một lúc tất cả công suất cho tôi để tôi xem, chứ không anh chuyển như thế thì tôi biết thế nào được nó dồn công suất. Thì bây giờ em cắm tất này, hai vế phía sau này em cắm hai con bát 30 này, vế tổng chính này em cắm một con bát 30 được chính này nữa này, còn hai vế này em đang đấu hai con loa âm trần của Pháp 20W một loa toàn giải, được chưa? Vậy là con âm ly đề này đang chạy một lúc 5 loa. 5 loa trong đó có 3 con loa bát 30 nhé, 3 bát 30. Thì sau đây em sẽ test cho quý vị. Ngày hôm qua thì em đã báo rồi là cả combo của cái bộ này gồm có một âm ly đèn này, và con này đây này, chả biết con gì, với lại con này gọi là con radio, rồi nó là kiêm cả rè pao luôn, rè, nó kiêm cả rè, có radio FM đến 108. Thì cũng như hôm qua, chút nữa em sẽ giới thiệu tất cả hàng hoạt động tốt, nhưng có cái con chuyển vế này mình vặn là nó hơi chập chờn. Hầu như là nó chập chờn ít thôi, tí thôi, nhưng mà về các bác vệ sinh đi cho nó tiếp xúc tốt, bởi vì lâu ngày nó đấy. Còn đây chính cái hôm qua em có hỏi các bác là cái dây này này, đấy cái hộp hôm qua em mở đây, em chả hiểu là cái hộp này nó bác cũng rất được sự đóng góp giúp đỡ của các bác tư vấn giúp em là con này nó là cái gì, cái dây gì, bộ dây gì, bộ dây gì, bộ dây này là bộ dây để làm gì đấy. Em chỉ thấy là có một cổng out, một cổng in, một cổng out ra đây. Đấy, đây nó đang chạy cái dây đây. Và trong cái dây này thì đây quý vị nhìn nhá. Hàng này made in America, made in cái gì này? United American này, đấy. Chicago. Tất cả âm ly đây, dòng này loa được cái của Mỹ đây. Con này còn model đây, các bác nhìn này. Cái con cái cục này có 3 cục nhá, cục này này. Model của nó RPC 9R. Còn về cái con âm ly này. Đây. Con rè này của nó cũng RPC 9R. Còn con bên này. Chắc nó cũng thế thôi, nhưng mà nó do bị mở quá đây này. Nó nằm hết trong này này. Nó mở quá rồi. Không động được. Đây. Theo bộ của nó hết, bởi vì tất cả bộ nó cắm theo jack combo của nó đây hết mà. Thì sau đây em sẽ mở test nhạc cho quý vị thử luôn này. Em thử thẳng luôn. Đây, mời các bác này. Em chạy một lúc 5 loa, chút nữa em sẽ em rút dần cho các bác biết từng mã loa nào. Nha. Được. Đấy. Em ơi. Đây, chạy tất 5 loa nhá. Con này chạy này. Con này chạy này. Chạy hết à? Tất cả chạy tất này. Đây con bát này. Con này xử lý nguyên bát đấy. Không phải vì. Con này lại rất hay này, cái cầu này của nó xử lý nguyên bát. Cả 3 cục này 13 triệu 8. Chạy một lúc 5 loa luôn đấy. Đấy các bác nhá, nhá. Đây. Các bác nhớ là cái này, đây là cái cổng chuyển này. Táp này, FM, AM, AUX, cái thứ này đây. Đây là cổng táp. Cái cổng này này, nó hơi bị chập chờn. Đây này. Này. Đấy. Chạy
thế thôi. Còn này, bạn đi vào lại thoải mái, bạn đi vào lại đây, vẫn vào được ngay. Này, volume to nhỏ này, to nhỏ ở đây. Đấy. Đây nó không phát gì cái pao luôn cả. Chét bát đây. Đấy. Bát đấy. Đấy. Bát chét rõ hết luôn. Lau lướt ba lăng có hết các em. Thì bây giờ nha. Thì em tạm dừng này. À, báo cáo quý vị là tình trạng thì tất cả hoạt động tốt hết. À, cái chuyển kênh phía trước thì nó gọi là hơi chập chờn một chút, em đã giới thiệu cho quý vị rồi đúng không ạ? Đấy, các bác về vệ sinh. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái cục, tất cả các cục này này. À, con riêng con âm ly đèn này thì báo cáo quý vị là con này nó chia làm 3 cục nhá. Đây một cục này, đây một cục và kia một cục bao. Thì nếu mà bác nào đã xác định lấy về dùng ấy thì các bác phải đóng 3 hộp. Ba cái âm ly, đóng thành 3 cái hộp 3 âm ly cho nó đẹp. À, cái này thì là cái hộp đóng âm ly là to nhất rồi, to nhất size lớn. Xong đến đóng cái thứ hai, nó to ngang cái size này. Cái thứ ba cũng to ngang như này nhưng thả cái nhỏ này vào để cho hai cái nhỏ để giống nhau và một cái to ở giữa đặt hai bên nó mới đẹp. Còn đấy là việc đấy là theo cách sắp xếp của nhiều người chơi như thì như thế. Còn với con âm ly này thì em đây, em quay gần cho các bác nhìn thông số hộ em. Bởi vì đấy em cũng không biết về đài đèn lắm. Nên em muốn quay gần để cho các bác nhìn kỹ luôn hộ ạ. Các bác muốn gần nha. Biến thế gì đây của nó thì em rõ này. Đấy. Còn đây là các bóng này. Các bóng của nó em sẽ quay gần cho các bác nhìn bóng của nó đây. À, bóng thì con này gồm có biến thế cho nó, có một con biến thế này, hai con này, ba con biến thế này, bốn con biến thế. Bốn biến thế nằm đây. À, còn về bóng này có một con bóng này. Nó nóng không sợ được, một con này, hai con này, ba con, bốn con, năm con bóng, sáu con bóng. Và đây một con bóng to tướng này nữa là bảy con. Thì các bác nhìn xem bóng là cái gì này. Đây này. Đấy các bác nhìn hộ ba em bóng là bóng gì. Em cũng chịu thôi. Bởi vì riêng món âm ly đèn em bỏ tay. Còn đây là một hộp gì thì biến thế hay hộp gì cũng chịu. Đấy, các bác nào biết tình trạng hoạt động tốt. Còn sang đến con này. À, con này thì em nhìn thấy đây nó có một bóng này vẫn đang sáng đúng không? Đấy, một bóng này vẫn đang sáng. Bên này em nhìn thấy hở một chân. Em nhìn thấy nó hở một chân ra nhưng chả thấy bóng đâu cả, nhưng vẫn thấy hoạt động bình thường. Đấy, đây riêng con này một cục riêng. Thì cái cục riêng này thì nó lại cái dây này này. Cái dây này quý vị nhớ nó lại ăn với lại lên cái volume trên này, em không biết nó là cái gì. Chưa hiểu lắm. Còn ra tất cả cái đường dây này quý vị chú ý nhá. Cái dây đỏ này. Cái dây đỏ là nó sẽ cắm nằm bên trong này. Dây đỏ nó nhảy sang cái con rè đấy nhá. Con dây đỏ nó nằm từ con rè sang đây. Chưa? Đấy. Dây đen thì nằm bên ngoài. Còn bên này từ cục này thì cái dây đỏ này. Cái dây đỏ nó chạy sang cái bảng này, cái bảng có hai dây lò xo này. Không biết là gì này. Thì nó vào dây đỏ là vào đường out. Còn cái dây đen thì vào đứng in. Đấy. Đấy. Và trên này nó có hai cái dây lò xo thì nó không biết là cái gì. Cũng không dám sờ vào. Này trong này thì các bác nhìn, em quay gần các bác nhìn tụ với cái thứ nó lắp cái gì vào đây này. Chịu. Đấy. À, bác nào biết thì cho các em được biết với để học hỏi thêm. À, phía dưới này là cả một cái tấm nhôm thì phải. Đấy, tấm nhôm. À, còn sang thì con dè. Thì con dè thì báo cáo quý vị là con dè này thì đây có một bóng, cũng chả biết là còn đấy không. Đây một bóng gì này, made in USA này. Con bóng này hình như con bóng này cho nó sáng đèn đằng trước thôi, chả biết nó sáng đèn thì nó dùng cái đấy thì do các bác. Còn về đấy em mở tình trạng nó vẫn hoạt động như vậy. Còn các bác nào về mà thấy cái bóng nào nó lỗi, nó cháy hay là cần nó lên hơn như thế nào thì các bác tự chơi tự hay giúp với em, chứ còn em mở nó vẫn chạy hoạt động bình thường đi. Với đèn thì không nắm được hết lắm. Đây con rè nhá. Thì còn có một bóng này. Hai bóng này. Các bác cứ không phải thôi.
2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8 con bóng, con rẻ. Để cho các bác nào thích sưu tầm chơi ra dòng nhạc nhẹ nhàng, loa toàn giải hoặc loa tất cả loa. Mức giá 13 triệu 8 là gồm có 3 cục này. Cả cái này nữa, tất cái bộ này tất cả luôn. Đấy, và em sẽ rút lần lượt nhé. Còn đây là dòng loa toàn giải của Pháp, cái loa âm trần toàn giải của Pháp này em bán rất là nhiều cho các bác rồi. Con này đánh cho các bác mê luôn đấy, nghe mê luôn. Đối với con loa này thì báo cáo quý vị nhé, đối với con loa này, những vị chú ý này, riêng đối với con loa này thì mức giá 800 nghìn một chiếc, 1 triệu 6 một đôi thì các bác không hay thì cứ đập ngay mặt em. Đây các bác nhìn luôn, nhà em, chính nhà em lắp nhé. Đây nó nhìn nhá, nhà em lắp luôn, chính thì trên trần nhà em đang lắp luôn. Chứ không các bác lại bảo đây, từ em bật điện lên đã, chưa, nhà không bật điện, không bật điện nên các bác nhìn nó khó. Này, em lắp tại nhà em luôn chứ không phải bảo ra. Đấy, được chưa? Ôi sao nhòe thế? Đấy. Đấy, âm trần của Pháp đấy. Này, một con, hai con này, ba con, bốn con, năm con, sáu con. Nhà em lắp có 8 con. Chưa? 8 con âm trần của Pháp. Đây là nhà em dùng luôn. Chứ không các bác lại bảo là phán bừa. Mức giá thì phải nói là quá bèo, 800k một chiếc. Thì sau đây em sẽ loại bỏ dần dần từng chiếc nhé, để cho các bác biết là đang chạy tất cả năm không nhá. Này, nha. Bắt đầu. Đấy, rất được. Rút này, mất một cái này, được chưa? Rút luôn này, bớt chưa? Bớt luôn này, hết này. Đấy, còn sang đến đây còn lại hai con lô bé này, hết luôn, đã rút nốt con này hết, còn đúng con này rút nốt này hết, được chưa? Đấy, bắt đầu em cắm lần lượt ngược lại cho các bác nhé, lần lượt ngược lại này. Nè. Ôi, đợi tí, cắm này nó. Con này nó ăn đường mát mà. Tiếp này. Con này tí vặn cân loa đi, con này này. Tiếp này. Tiếp này. Chưa? Này, tiếp này. Tiếp này. Đấy, lên đôi chưa? Tiếp này. Đấy, lên bát này, lên bát này, lên bát luôn, lên bát này, cắm vào cái bát này, được chưa? Chiếc loa này có mức giá là 800k một chiếc, 1 triệu 6 một đôi.
đôi loa toàn giải bát 30 này có mức giá 4,8 triệu, à đâu, 4,5 triệu một đôi, 4,5 triệu một đôi này, 4,5 triệu một đôi này, em nhớ hình như là 4,5 triệu đúng không, 4,5 triệu hay 4,8 triệu, 4,5 triệu đấy một đôi, được chưa? À, quý vị nào có nhu cầu liên hệ. Còn đôi loa EV này thì thông báo là EV âm trần này. Hôm trước có một bác em nợ bác ấy, thì bác nào hôm đấy là báo bác là hết, nhưng hôm nay thì báo cáo các bác là hôm nay dọn nhà thì vẫn còn sót được một đôi. Thì đây là EV này, EV này bát chóa ngoài 30, chóa ngoài 30 ạ. Bác nào hôm trước đặt mà lỡ thì liên hệ lại cho em, và có một bác đã lấy